Ban biên tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Trong bản tin về tình hình chính trị, an ninh, xã hội trong nước và quốc tế diễn ra ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất trong 24 giờ qua mà bản tin 24 giờ sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, bản tin cập nhật về tình hình thiên tai, dị tượng, thảm họa tại Trung Quốc của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau đây. Hiện tượng lạ được coi là vua chuột đã xảy ra ở Vũ Hán, khiến cho nhiều người lo lắng không biết liệu đây có phải là dấu hiệu về một dịch bệnh mới sắp xuất hiện nữa hay không. Xét xuất hiện ngay lúc trời quang mây đãng đánh vào trung tâm điều hành của con đập Tam Hiệp, khiến hàng chục kỹ sư và nhân viên bị thiệt mạng và bị thương. Lốc xoáy vòi rồng xóa sổ một sư đoàn không quân tại Nghi Sơn. Đây là một trong hai sư đoàn được coi là lá bùa hộ mệnh cho đập Tam Hiệp, đã bị thế lực siêu nhiên hỏi thăm sức khỏe. Mời quý khán giả lắng nghe những thông tin chi tiết về các sự kiện đang làm chấn động dư luận này. Kính thưa quý vị, có nhiều dị tượng nổi lên trong hai ngày qua tại Trung Quốc đã gây ra sự quan tâm đặc biệt và tạo ra cơn dư luận. Trong khi tại nơi xuất phát nguồn gốc của dịch bệnh COVID-19, thành phố Vũ Hán vào hôm qua lại tiếp tục xảy ra những con chuột có đuôi bị cuốn chặt vào nhau. Đây là một trong những hiện tượng được dư luận gọi là vua chuột. Hiện nay rất hiếm gặp, chỉ xảy ra khoảng 60 lần trong 500 năm và được coi là điểm báo xấu, dự báo về dịch bệnh hoặc một vấn nạn nặng sắp xảy ra trong tương lai. Theo đài CNN, sự việc kỳ lạ này được phát hiện ở Vũ Hán trong một chuồng gà của một hộ nông dân. Trần Châu là người đã phát hiện ra 13 con chuột chụm đuôi lại với nhau. Kể lại câu chuyện kinh hoàng, anh ta cho biết mẹ của anh đã nhìn thấy và gọi điện cho con trai của mình. Đây là một trường hợp vô cùng hiếm thấy, anh tiết lộ. Người mẹ đã rất buồn sau khi nhìn thấy, anh ta nói thêm: "Tôi đang bận tận hưởng một buổi sáng yên bình ở một vùng ngoại ô của Vũ Hán thì mẹ bỗng gọi điện cho tôi, nghe có vẻ khá bực bội. Bà vừa đi cho gà ăn thì bỗng thấy một bầy chuột ở ngay vào lối vào, bà đã cố gắng đuổi chúng đi nhưng những con chuột dính chặt vào mặt đất. Trước đó lũ chuột đã đào một đường hầm dẫn đến chuồng gà, có vẻ như những con chuột này đã mắc kẹt vào trong những đường hầm sau khi ở trong chuồng gà qua đêm. Với những con chuột dính vào nhau này, hiện tại đều đã chết. Những con chuột bị dính đuôi này vốn đã bị kết án tử hình, ngay cả khi thoát ra khỏi hang hẹp, chúng vẫn không thể di chuyển bình thường. Chúng không thể tìm thức ăn và hoàn toàn không bảo vệ được. Thông thường chúng sẽ sống sót cho đến khi chạm trán với mèo, chó hoặc người." Một cư dân sống lâu năm ở khu vực cho biết, ông nói thêm, không có lựa chọn nào khác trong việc xử lý hiện tượng này là ngoài việc giết chết lũ chuột, vì không thể tháo được nút thắt ở đuôi của chúng. Ông nói việc giết chết lũ chuột sẽ nhân đạo hơn là làm tăng sự đau khổ của chúng bằng cách cắn cụt đuôi. Chúng không thể tồn tại trong điều kiện tự nhiên được nữa, ngoài ra cũng không ai muốn những động vật gây hại này ở trong nhà của họ. Sau khi xảy ra hiện tượng trên, người dân khu vực đang rất hoang mang lo lắng, không biết sẽ có điểm xui xẻo nào sắp xảy ra hay không. Trong một diễn biến khác vào sáng nay, trong lúc bầu trời đang quang đãng, nắng chói chang, không có bất kỳ dấu hiệu của mưa bão nào, bỗng dưng xuất hiện hàng loạt tiếng sét gây ra những tiếng nổ vang trời, làm cho người dân sinh sống ở gần khu vực đập Tam Hiệp hoảng loạn, vội đóng cửa kính của nhà mình như sợ phải đối diện với một tai họa khủng khiếp sắp xảy ra. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, sét đã đánh trúng ngay văn phòng vận hành con đập Tam Hiệp, phá hủy nhiều máy móc, phương tiện và làm hàng chục kỹ sư, nhân viên phục vụ tại đây bị thiệt mạng và bị thương, khiến cho ban quản lý phải cầu cứu khẩn cấp trung ương, các tỉnh thành khu vực để xin hỗ trợ, giúp cho con đập không bị tê liệt và có nguy cơ bị vỡ, làm cho ban quản lý con đập một phen hoảng loạn và thót tim. Chưa dừng lại ở đó, vào lúc 12 giờ 30 trưa, sau một trận mưa kéo dài chừng 15 phút, một vòi rồng khổng lồ khủng khiếp cũng đã hình thành và hoạt động kéo dài hơn 30 phút. Với những tiếng gầm rú ma mị quỷ quái của nó, gây ra cảm giác rất rợn người, sởn tóc gáy cho những người chứng kiến. Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã càn quét, phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Với sức gió mang tính hủy diệt, thảm họa vòi rồng này đã phá hủy hoàn toàn các trang thiết bị quân sự, bệ phóng tên lửa và cả dàn máy bay của sư đoàn không quân số 25. Đây là một trong hai sư đoàn được coi là bùa hộ mệnh để bảo vệ con đập Tam Hiệp trước sự tấn công của thế lực bên ngoài, cũng như thảm họa này đã xóa sổ hoàn toàn 450 quân ở đây, gây bàng hoàng, choáng váng cho giới quân sự diều hâu của Trung Quốc, làm thiệt hại về vật chất ước tính lên đến 10 triệu đô. Nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đang dồn hết mọi nỗ lực để khắc phục hậu quả kinh hoàng này. Diễn biến tiếp theo của những sự kiện thảm họa này ra sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cung cấp cho quý vị trong những bản tin kế tiếp khi có được những cập nhật mới nhất. Kính thưa quý vị khán giả, đại họa đang giáng lên đầu Trung Quốc là những trận mưa khủng khiếp nhất trong lịch sử Trung Hoa. Vào lúc 9 giờ sáng hôm nay, bỗng nhiên bầu trời thành phố Bắc Kinh tối sầm như đêm 30, gió lốc cuồn cuộn kéo đến trông thật khủng khiếp. Hình ảnh cơn lốc như những con quái vật đang vùng vẫy, như đang vơ vét và nuốt chửng tất cả những gì trên đường mà nó đi qua. Đồng thời trên bầu trời có những tiếng nổ lớn xé tai, hãi hùng, có nhiều xe bị nó hút vào và cuốn lên va đập vào nhau, bốc cháy trong cơn lốc, nhìn như một mồi lửa. Cảnh tượng được ví như ngày tận thế, ngày mà thiên nhiên hủy diệt trái đất với mưa dầu, nắng lửa, động đất, hỏa hoạn khắp nơi. Khi cơn lốc đi qua, mọi người trở lại được thở phào nhẹ nhõm, đều dành những lời chúc mừng cho nhau vì đã gặp may mắn.
nào ngờ trên trời bỗng dưng rơi xuống những mảng màu đen sền sệt như chất dầu, nhưng chất này nó rất trơn. Hiện nay trên những con đường đã xảy ra rất nhiều tai nạn, đặc biệt trên đường cao tốc đã có hàng trăm xe tông nhau liên hoàn. Do chất dầu này gây ra, làm tài xế có đạp thắng nhưng vô tác dụng vì nó rất trơn, làm lực ma sát của vỏ lốp không có tác dụng. Có rất nhiều người quay lại cảnh tượng xe bị tông nhau liên hoàn chia sẻ trên mạng xã hội, đồng thời khuyến cáo các xe khác không nên di chuyển qua con đường này. Theo tin từ chính quyền cho biết, chất mà rơi vãi trên đường màu đen là một loại dầu thô chưa qua xử lý. Do ảnh hưởng của cơn lốc xoáy đã dùng lực ly tâm hút lên khi nó đi qua nhà máy lọc dầu gần đấy. Để đối phó kịp thời, các nhà chức trách đã cho các nhóm vệ sinh thu gom bằng cách dùng xe vệ sinh hút và giải mùn cưa và cát. Phóng viên của tờ địa phương hỏi một người trong nhóm bị tai nạn xe buýt, đây là chuyện chưa từng xảy ra tại địa phương của chúng tôi. Vậy ông có tin sự công bố của chính phủ là đúng sự thật? Ông nói thêm, nhưng chỉ đúng một phần, loại chất này là dầu thô thì ai mà chả biết. Nhưng theo tôi, cơ hội để chúng khai láo để có tiền bỏ túi riêng về khối lượng thất thoát. Một người khác cho rằng đất nước chúng tôi gần đây đã có quá nhiều thiên tai kỳ lạ xảy ra, chứng tỏ điểm chẳng lành cho đất nước Trung Hoa và người dân. Theo thống kê, hàng trăm người đã thương vong do lốc xoáy kinh hoàng xảy ra tại Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, đã có ít nhất 60 người thiệt mạng, 271 người khác bị thương. Sau trận lốc xoáy kinh hoàng lại tiếp tục xảy ra vào tối ngày hôm qua tại thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Với sức gió 23,9 m/s, trận lốc xoáy đã làm tốc mái nhà, gây hư hại cho hơn 130 nhà dân, làm sập nhiều lán trại tại công trường xây dựng cùng với 27 người dân, quật đổ nhiều cây xanh. Ngoài ra, hai tháp cần trục lớn cùng một tòa nhà 180 m² công trường xây dựng và những người dân bị lốc xoáy cuốn lên. Đa phần những người bị thương là do cây đổ, mái nhà bị lốc, biển hiệu quảng cáo rơi xuống và họ đã được đưa tới những cơ sở y tế địa phương. Kinh hoàng hơn nữa là cảnh hai công nhân vệ sinh làm việc trên cao bị gió lớn quật mạnh vào kính gây tử vong. Cơ quan điều tra hiện nay đang truy cứu trách nhiệm đối với những cá nhân có liên quan do thời tiết xấu đã được báo trước thời điểm xảy ra sự việc. Kính thưa quý vị thân mến, một số nơi ở phía Nam của Trung Quốc, thời tiết bất thường đi kèm với thiên tai. Theo đó, hàng loạt đàn côn trùng xuất hiện với số lượng khủng khiếp như một cơn bão táp. Người dân sống theo dọc con sông Dương Tử đã vô cùng hoảng hốt khi chứng kiến hàng đàn phù du bủa vây khu dân cư, bu đen hàng trăm xe hơi và mặt đường. Theo mô tả thì loại phù du này, chúng có thân nhỏ bé, yếu ớt, đầu nhỏ, mắt to, cánh mỏng, rất yếu và dễ bị rụng. Chân rất nhỏ, không dùng để bò, chỉ để đậu và bám. Điều này gây ra nhiều nguy hiểm cho con người vì sau khi chúng không may bị giẫm chết, chúng sẽ để lại những chất dịch nhờn trơn chứa độc tố và có thể gây ra tổn thương da nguy hiểm cho con người. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trước đó 2 ngày, loài phù du này đã xuất hiện trên radar dự báo thời tiết của Trung tâm giống như một dấu hiệu dự báo thời tiết sẽ có mưa bão. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu ra nguyên nhân thì các nhân viên tại Trung tâm vô cùng sốc. Khi đó chính là một loại phù du đã hình thành từ dưới mặt nước sông Trường Giang, bắt đầu bay vào không trung. Đàn phù du này đã được các radar dự báo thời tiết phát hiện từ khoảng 9 giờ 45 tối qua, sau đó các báo cáo nhanh chóng được chuyển đến các thị trấn và thành phố để bắt đầu tiến hành phòng chống đàn phù du tấn công. Một người đàn ông đã quay lại cảnh những đàn phù du và nói rằng số lượng phù du không thể đếm được và đang bay trên bầu trời là điều tôi chưa từng thấy trong đời. Theo nhiều nguồn tin cho biết, có hàng chục đàn phù du, mỗi đàn rộng cả 1 km2 đang hình thành ở các tỉnh dọc theo sông Trường Giang như Hồ Bắc, An Huy, Giang Tây. Những người nông dân thì chạy bộ lấy đồ đạc che chắn những giếng nước quý giá, họ cố dùng lửa để xua đuổi đàn côn trùng hay cho nổ tung chúng bằng thuốc nổ. Tuy nhiên mọi cố gắng đều vô tác dụng vì đàn phù du này quá đông, mùa màng dường như đã mất trắng, thiệt hại là vô kể. Ước tính đàn phù du này có khoảng 50 triệu con. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc, đàn phù du kỳ lạ này tại Trung Quốc đã phá hủy gần 500.000 ha đất trồng trọt như ruộng lúa, cây ăn trái, hoa màu của người dân. Theo các chuyên gia, thời tiết nóng ẩm trong thời gian gần đây tại Trung Quốc khiến đàn phù du sinh sản rất nhanh chưa từng thấy. Trong vòng 36 giờ đồng hồ sau khi xuất hiện, loài phù du này sẽ tiến hành giao phối quay trở lại mặt nước đẻ trứng và chết. Tuy nhiên, hiện tượng xuất hiện với một số lượng lớn và đông như thế này chưa từng xảy ra. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của kênh 24 giờ ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu có những đóng góp cho chương trình, quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video hoặc viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa, thay mặt cho ekip làm chương trình, Thủy Vân xin cảm ơn sự đóng góp và theo dõi của quý vị và các bạn.